Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Anh Âm Thanh Ở Trong video ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác một số cặp loa Morgan sâu Đây là dòng loa 3 đường tiếng được trang bị hai bát 20, hai trung, 2 tép trên một thùng loa Và tất nhiên đối với những cái cặp loa bãi như thế này thì cái tiếng của nó rất là hay Đặc biệt là cái giải bát các bác nhé Nghe nó rất là tròn, rất là sâu và mềm mại Thùng của dòng loa này là dáng thùng cân đó, kích thước của thùng thì nó cũng sẽ tương đương hoặc là lớn hơn một chút so với những cái cặp loa full bass 25 bình thường. Đó. Gân là gân mút các bác nhá, gân mút và đây là toàn bộ là gân zin, thậm chí là bát tép cho cái thùng này các bác nhá. Từ bát cho đến tép là đồng seri và tất cả là nguyên bản hết. Vì cái lô này em lấy về cũng khá là nhiều. Còn những cặp còn lại em nói luôn những cặp còn lại là những cặp có hơi lỗi nhẹ một chút cho nên là em sẽ có một cái mức giá thực sự hợp lý cho anh em đó mọi người này. đây là hai con loa chung của nó các bác nhé chung là chung dầu luôn này đấy chung dầu lời rất là đẹp các bác ạ đây hai con chung đây mọi người nhìn thấy không cái số seri của nó là là đồng hết seri các bác nhé đấy hai con chung này và đây là hai con tép này đó tép cũng từ kép nhá tép này đấy tất cả là nguyên bản hết bát cũng vậy đây mọi người thấy không vậy, vậy tại sao lại có một cái mức giá thành lý như vậy thì em cũng xin chia sẻ luôn là những cặp còn lại này các bác nhá những cặp còn lại này thì nó sẽ hơi bị nứt cái phần cổ này, các bác này đây các bác đây thấy chưa đây mọi người nhìn nhá nó hơi nứt cái phần cổ như này cho nên là em sẽ phải thanh lý bởi vì là cái này thì bắt buộc các bác nhá bắt buộc là phải phải bắn keo vào đó bắn keo vào còn tất cả em cũng nói thẳng luôn là côn của tất cả là nguyên dinh tuyệt đối hết Tất nhiên là với cái này thì bắt buộc phải bắn keo vào thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái vết keo ở đằng sau đây và cũng khẳng định luôn nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cái chất âm cả, các nhá. Không có ảnh hưởng gì cái chất tiếng cả, nhưng mà khi mà đã có đường keo đây rồi thì thì nó sẽ gọi là xấu về thẩm mỹ một chút ở bên trong. Cái này thì nhiều bác rất là kỹ tính. Và tất nhiên là khi mà loa đẹp thì giá nó sẽ khác và xấu xấu hơn một chút thì giá nó sẽ khác chứ còn tất cả em nói luôn như tất cả này là thậm chí là cái gần của nó đang còn zin nên là không không anh em không có gì phải lo lắng là là cuộn dây của giếc rồi nha kể cả là côn tất cả là em bao zin tuyệt đối cho anh em còn những cặp này đa phần các bác nhá đa phần là bị gãy cổ em nói luôn đây là những cái dòng loa ngang ấy mà khi mà mà chơi nó lạm dụng quá các bác lạm dụng quá cái tiếng bát nó nhồi ra kinh quá ấy. thì thường thường nó sẽ nứt cái cổ như này cái cả là b luôn các bác nhá đó đấy nó nứt cổ như này mọi người thấy không còn tất cả là nguyên zin hết nhá và cái dòng loa này thì em bao hay cho các bác luôn đấy đó, nguyên zin tuyệt đối bát tép phần tần tất cả đồng bộ đi. Ở có một cái thùng ăn tháo sẵn đây đây cho mọi người xem phân tân nó luôn nhá đây mọi người nhìn này quá đẹp luôn các bác thực sự luôn đấy đây là bên trong của nó đây các bác này đây phân tầng nó đây nhá đó chỉ có gọi là một cái lỗi nhỏ duy nhất các bác nhá lỗi nhỏ duy nhất đó là bị gãy cổ côn gãy cổ gãy cổ của cái màng ấy cho nên là bắt buộc là phải ra cố bắn keo và tất nhiên là khi mà bán cho các bác khi mà gửi đi cho anh em thì em cũng sẽ, sẽ nhờ thợ các bác nhé. nhờ thợ để người ta bắn cái keo này để cho nó hoạt động nó hoàn hảo có nghĩa là hiện tại bây giờ nó vẫn kêu em nói luôn nó vẫn kêu cho nên là bác nào mà thích tự mang về anh em nghi rằng là bị thay côn thì anh em tự tự bắn keo vào hoặc anh em lấy về anh em nhờ thợ bắn keo thoải mái nhá còn em bán là em nói thẳng luôn côn zin cổ là bị gãy đấy đa số là bị gãy như này đây các bác Đây, đây. Cái như cái này nó nhẹ hơn một chút nhưng mà cũng được gãy nha Khi đánh lên nó phải phạch ngay. Đấy, nó hơi nứt mọi người thấy không? Đây. Có nghĩa là nó có gãy cho nên là bắt buộc phải bắn keo, còn anh em nào mà không thích bắn keo thì em lại để nguyên như vậy em gửi cho các bác và bao loa vẫn kêu bình thường. Anh em chỉ cần bắn keo vào là ok. Bắn keo vào là hát bình thường, ngon lành cảnh đào và không có ảnh hưởng gì đến cái chất tiếng hết. Và với cặp loa này thì em cũng sẽ thanh lý một cái mức giá Uh, gọi là siêu rẻ mặt cho anh em luôn các bác nhá. Những cái cặp đẹp, zin, ngon lành thì em đang bán với giá là 3 triệu một cặp. Đó thì anh em mua rất là nhiều. Còn những cái cặp bị gãy cổ tất cả là nguyên zin thì em cũng chỉ thanh lý cho các bác với giá chỉ có 2 triệu 200 000 Các bác nhá, giá chỉ 2 triệu 200 000 tất cả em bao cho các bác là nguyên bản hết các bác nhá. Nguyên bản 100%. Đó, duy nhất là bị gãy cổ. Đó, bác nào mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Bởi vì là cái số lượng loa này em cũng không có nhiều các bác nhá. Số lượng những cái cặp cuối cùng này là không có nhiều. Đó, những cặp đẹp đã bán hết rồi còn lại là những cái cặp nó bị hơi hơi lỗi lỗi một chút như vậy thì em thanh lý cho nên bác nào mà thấy là phù hợp với hoàn cảnh với kinh tế hoặc là với cái nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại 0908 913171 một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo